Chào mừng các bạn đến với khóa đào tạo NLP Practitioner, nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy. Giáo trình này nguyên bản của tổ chức ABLP Hoa Kỳ, tổ chức lập trình ngôn ngữ tư duy lớn nhất hành tinh. Và trên tay tôi đây là toàn bộ giáo trình của chương trình này. Vì sao chúng ta phải có giáo trình? Bởi vì đây là những cái công cụ quyền năng, những cái quy trình mà giúp các bạn sau khi mà các bạn học xong thì tất cả những cái tài liệu này bạn chỉ cần dựa vào nó thôi, ứng dụng nó vào, áp dụng nó vào, vào đâu? Vào tư duy của các bạn, vào ngôn ngữ của các bạn, vào cái cách mà các bạn giao tiếp với mọi người, vào cái cách mà các bạn đọc vị mọi người, vào cái cách mà các bạn gây ảnh hưởng với mọi người. Rồi tiếp tục, các bạn ứng dụng toàn bộ những công cụ, những quy trình trong đây để thiết kế nên kế hoạch, chiến lược để các bạn hành động đạt được kết quả như mong muốn. Và cũng trong giáo trình này là toàn bộ những kỹ thuật, những kỹ năng tuyệt đỉnh của khoa học NLP nhằm trị liệu con người. Trị liệu những gì các bạn? Trị liệu ví dụ như là những suy nghĩ tiêu cực, ví dụ như những cảm xúc tiêu cực, ví dụ những niềm tin giới hạn và những mâu thuẫn bản thân được hình thành. Và tất cả những cái đó nó được gọi là những đám mây tiêu cực. Những đám mây tiêu cực này nó đang gì? Níu kéo toàn bộ chúng ta lại. Mà ở rất nhiều môn khoa học khác, người ta gọi đó là khuôn mẫu. Khuôn mẫu là gì? Cái cách thức mà chúng ta hành động như thế nào. Ví dụ ta thường dùng những ngôn ngữ gì, ví dụ chúng ta thường hành xử như thế nào, rồi ví dụ chúng ta thường có cái tư duy như thế nào, suy nghĩ như thế nào, góc nhìn của chúng ta như thế nào về các sự kiện, hiện tượng hay là các mối quan hệ xung quanh chúng ta. Từ đó chúng ta mới ứng xử với tất cả sự kiện hiện tượng đó. Qua ứng xử của chúng ta thì sẽ tạo mang lại cho chúng ta một cái kết quả. Và cái kết quả đó là cái kết quả mà chúng ta đang hưởng bây giờ. Vậy ở đây có một cái câu hỏi là cái kết quả này nó đã khiến bạn hài lòng chưa? Cụ thể là công việc của bạn, sự nghiệp của bạn nó đang phát triển như bạn mong muốn chưa? Cuộc sống gia đình của bạn, những mối quan hệ của bạn, bạn đã cảm thấy hài lòng, vui vẻ và thoải mái với những mối quan hệ, với trạng thái tinh thần của bạn chưa? Và nếu như tất cả những điều này nó chưa, thì đâu đó rằng cái bộ lập trình này nó đang có một cái điểm gì đó nó sai, nó chưa đúng để kiến tạo nên sự nghiệp hay cuộc sống của bạn viên mãn như bạn mong muốn. Vậy thì chương trình này sẽ có trao cho bạn toàn bộ những công cụ, những kỹ năng để bạn thiết kế cuộc sống của mình như mong muốn. Chương trình này tôi sẽ chia làm 3 phần cụ thể. Phần thứ nhất là giúp các bạn thấu hiểu bản thân mình. Những module ở phần thứ nhất sẽ giúp các bạn thấu hiểu được bản thân mình. Từ đâu bạn sinh ra, những gì ảnh hưởng đến giá trị, niềm tin, phong cách, thói quen của bạn. Và tất cả những cái đó nó ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đời bạn như hiện nay. Thông qua những module này, bạn cũng hiểu rằng những người khác ở ngoài kia, họ cũng chịu cái sự tác động của ngoại cảnh để tạo nên giá trị, niềm tin, phong cách của mỗi người. Và từ đó, bạn thấu hiểu được bản thân mình, bạn cũng thấu hiểu được người khác. Đấy là câu phần thứ nhất. Câu phần thứ hai là những công cụ trị liệu. Công cụ trị liệu như là suy nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ tiêu cực của con người được hình thành trong suốt quá trình trải nghiệm cuộc sống này. Và bây giờ nó đang ở trong cái cấp độ tiềm thức. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể dỡ bỏ được, xóa bỏ được những suy nghĩ tiêu cực này? Rồi những cảm xúc tiêu cực. Khi bạn dỡ bỏ được những suy nghĩ tiêu cực thì đồng thời bạn cũng dỡ bỏ được những cảm xúc tiêu cực. Bằng những cách hiểu đúng, những tư duy đúng, suy nghĩ đúng và những công cụ để hóa giải toàn bộ những nảy sinh tiêu cực khi nó va đập đến bản thân chúng ta trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày. Rồi những công cụ tuyệt đỉnh khác lại giúp bạn gì? Có thể thay đổi những cái trải nghiệm tiêu cực của bạn nằm sâu trong tầng tiềm thức. Vậy thì những cái công cụ trong cái chương trình này sẽ giúp bạn thay đổi những cái trải nghiệm tiêu cực đó và thay thế nó bằng những trải nghiệm tích cực. Thay thế một cái trạng thái bạn không mong muốn ở cơ thể của bạn, trong tư duy của bạn, bằng một cái trạng thái như bạn mong muốn. Ví dụ như một cái trạng thái suy sụp, chán nản, bằng một cái trạng thái tràn đầy động lực. Một cái trạng thái
thiếu tự tin bằng một cái trạng thái tràn đầy tự tin. Và thứ ba, chương trình này cũng trao cho bạn những cái ngôn ngữ, khung mẫu ngôn ngữ chuẩn mực, khung mẫu ngôn ngữ tuyệt đỉnh để bạn giao tiếp, kết nối và gây ảnh hưởng với người khác. Nghĩa là bạn sẽ trở thành bậc thầy của việc sử dụng các loại ngôn ngữ ứng phù hợp với từng nhóm người cụ thể để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của họ. Và chương trình này sẽ tiếp tục trao cho bạn những cái công cụ để bạn thiết kế cái kế hoạch, cái chiến lược để đạt được ước mơ của cuộc đời bạn. Những kỹ thuật đó sẽ chỉ cho bạn những điều thuộc về thế mạnh của bạn và những điều bạn cần phải bổ sung để có thể hoàn thiện được, để đảm bảo chiến lược đó, kế hoạch đó đảm bảo tính khả thi. Những bộ công cụ coaching trong này sẽ giúp bạn chỉ ra cho bạn từng ngày bạn làm như thế nào để kết quả đấy nó xảy ra. Và khi học xong chương trình này, các bạn sẽ đạt được 5 giá trị lớn. 5 giá trị lớn. Giá trị thứ nhất, vì bạn hiểu mình nên bạn hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ, kiểm soát, làm chủ và điều khiển được cái cảm xúc bản thân mình như bạn mong muốn. Điều khiển được cảm xúc bản thân mình, làm chủ được cảm xúc bản thân mình. Điều thứ hai, bạn sẽ trở thành bậc thầy của việc đọc vị người khác, đọc suy nghĩ người khác. Từ việc đọc được suy nghĩ người khác, đọc vị được người khác, bạn biết là ẩn dưới ngôn ngữ của họ, ẩn dưới hành vi của họ, ẩn dưới thái độ của họ là điều gì, là mong muốn gì, là băn khoăn gì, là muốn đề xuất gì. Thì từ đó bạn có những cái mẫu ngôn ngữ chuẩn mực để có thể thỏa mãn, để giao tiếp gây ảnh hưởng được với họ. Vậy thì điều này sẽ giúp ích cho bạn gì? Trong thương thuyết, trong đàm phán, trong bán hàng, rồi chốt sale, rồi là tuyển dụng. Điều thứ ba, bạn sẽ vượt qua mọi thách thức khó khăn một cách dễ dàng. Nếu như trước đây bạn gặp rất nhiều những khó khăn, những thách thức mà bạn cảm thấy rất là khó vượt qua, nó trở thành vấn đề của bạn, thì sau khi có toàn sở hữu toàn bộ những công cụ kỹ năng trong chương trình này thì bạn thấy nó không phải vấn đề nữa. Bởi vì từ nay thì bạn đã có đầy đủ những công cụ, những kỹ thuật để dễ dàng vượt qua nó rồi. Không những thế, khi bạn sở hữu những công cụ kỹ thuật này thì bạn còn dùng nó để bạn huấn luyện người khác, thiết kế ra kế hoạch chiến lược của họ và giúp họ hoàn thành kế hoạch chiến lược. Đồng thời với đó là gì? Bằng những bộ công cụ trong kỹ thuật này, trong chương trình này, bạn còn giúp họ trị liệu những cảm xúc, những đám mây tiêu cực để họ hoàn toàn tự tin, họ hoàn toàn nắm vững và làm chủ những cái kỹ thuật giao tiếp với mọi người để họ tự tin hơn, để cũng làm được nhiều việc giống như bạn. Và cuối cùng, khi bạn đã có đầy đủ những cái kỹ năng của bản thân, bạn bắt đầu bước chân vào một cái hành trình phát triển mới, nâng tầm của bạn, nâng cái chất lượng sống của bạn, nâng cao cái hiệu quả công việc của bạn và nâng cao cái ảnh hưởng của bạn đối với mọi người xung quanh, đối với cộng đồng. Bạn bắt đầu bước chân lên hành trình để thiết kế một cuộc sống thượng hạng, một cuộc đời như bạn mong muốn. Và có một yêu cầu trong chương trình này, NLP là một công cụ cực mạnh giúp để thay đổi con người và giúp con người tạo nên sự vượt trội và xuất chúng. Điều này đã được ghi nhận trên toàn cầu, được chứng thực trên những nhà lãnh đạo, trên những người xuất chúng nhất ở các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thể thao, giải trí. NLP là một loạt những mẫu hình đã được nghiên cứu trên 5.000 người xuất sắc nhất trên thế giới. Và bây giờ họ đã gì? Khuôn mẫu lại trở thành những công cụ, những công thức. Và việc của chúng ta là chỉ việc học thuộc nó, ứng dụng vào bản thân mình trong giao tiếp, trong tư duy, trong suy nghĩ, trong hành động, trong thiết kế kế hoạch chiến lược. Và khi chúng ta ứng dụng những công cụ tuyệt đỉnh này, có hiệu quả này, thì cái kết quả nó phải xảy ra. Và yêu cầu duy nhất với chương trình này gì? Bạn hãy dồn toàn tâm, toàn ý vào chương trình này. Khi học chương trình này, bạn hãy để tạm bên ngoài những hiểu biết của bạn ở những lĩnh vực khác. Bạn hãy làm cho gì? Trí não mình như một chiếc cốc rỗng để đón nhận toàn bộ những kiến thức của chương trình này. Thật nghiêm túc, thật tập trung và thực hành 100% những gì bài tập trong chương trình này đưa ra. Và bạn sẽ đạt những kết quả ngoài sự tưởng tượng, ngoài mong đợi của bạn. Sau khi tốt nghiệp chương trình này, bạn nên mang tất cả những hiểu biết của bạn, những kiến thức của bạn du nhập cộng lại, lấy NLP làm nền tảng, bạn sẽ đạt được cái sự đột phá như mong muốn. Một lần nữa, chào mừng bạn
đến với khóa đào tạo NLP Practitioner, nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy. Okay. Đó là phần đầu.